Kính chào quý vị khán giả, hôm nay chúng ta sẽ đến với cái món nấm kim châm quấn lòng biển chiên giòn nha mọi người. Thì nấm kim châm đem về chúng ta sẽ rửa ra và xé nhỏ vậy rửa cho thật sạch nha mọi người. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành chiên nha. Đây chế biến nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt những cái miếng rong biển ra nha mọi người. Thì cái rong biển này nè, mọi người lựa cái rong biển vuông nó sẽ ngon hơn. Rồi mọi người cắt ra một đoạn khoảng 2 phần vậy đó mọi người. Chia ra thành miếng nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi xong mình sẽ cắt ngắn lại tầm khoảng 3 phân thành hình chữ nhật nha mọi người. Đây, mình sẽ cắt như vậy đó mọi người. Mình sẽ chia nó ra thành những cái đoạn nhỏ nhỏ hình chữ nhật. Và bây giờ mình sẽ lấy cái những cái phần nấm kim châm đó mọi người. Chúng ta sẽ xé thành từng những cái tép nhỏ nhỏ vậy đó. Chúng ta sẽ quấn vào trong cái gốc nấm kim châm nha. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ sử dụng bột để chúng ta dán nó lại nha. Bột gì cũng được nha mọi người. Bột mì, bột năng hay bột bắp gì cũng được. Chúng ta sẽ quấn nó lại thành từng những cái cuộn nhỏ như vậy. Cái món này ăn rất là ngon, nó thơm nha mọi người. Nó vừa có vị ngọt của nấm kim châm và cái vị thơm của cái rong biển đó mọi người. Cái món này mọi người khi mà chiên dọn lên để ăn trong những ngày đám tiệc này kia, chấm với lại cái tương ớt của mình, cái tương ớt cũng được, hoặc là cái muối ớt chanh đó mọi người. Muối ớt chanh ăn cũng rất là ngon nha. Món này làm nó cũng rất là đơn giản và cũng rất là mau nha mọi người. Mình đảm bảo là mọi người làm á thì nó sẽ có một cái khẩu vị mới lạ cho những người ăn chay á mọi người. Cái món này làm rất là rẻ tiền, trong những ngày đám tiệc thì mình làm món này rẻ tiền nhưng lại rất là ngon. Mọi người sẽ rất là thích cái món này luôn đó. Thì thường thì chúng ta sẽ làm món này trong những cái món đầu tiên để khai vị. Rồi bây giờ mình cứ cuộn cho đến hết như vậy đó mọi người. Thì tiếp theo bắt đầu mình chuẩn bị mình chiên. Thì mình sẽ sử dụng cái bột chiên giòn nha mọi người. Bột chiên giòn chúng ta sẽ cho nước vào, chúng ta sẽ pha cho nó loãng ra nha mọi người. Chúng ta sẽ quậy cho bột nó tan đều hết. Giờ chúng ta sẽ cho nấm vào đây. Chúng ta sẽ cho nấm vào đây để cho nó ngập hết. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ chuẩn bị một cái chảo dầu nóng. Bắt đầu chúng ta sẽ chiên nha mọi người. Khi mà nấm mình cho trong cái chảo dầu chiên á mọi người, nó sẽ bung tỏa ra nhìn rất là đẹp nha mọi người. Giống như là một cái bông hoa vậy đó mọi người. Cái này trong cái bột á mọi người cũng không cần phải nêm nếm gì đâu, tại vì bột nó đã có gia vị sẵn ở trong đó rồi, nó cũng vừa ăn. Mọi người cũng không cần phải nêm thêm đâu. Khi mà nó vừa ăn, mình chiên xong mình đem ra mình còn chấm thêm tương ớt hoặc là cái muối ớt chanh của mình nữa mà. Cái này ăn kèm với rau sống với lại muối ớt chanh nha mọi người. Thì khi mà mình chiên xong mình sẽ cho bày ra đĩa nha, mình sắp xếp hoặc tạo hình như thế nào cho bắt mắt tùy theo mình nha mọi người. Chiên nó vàng lên, nó bung ra nhìn rất là đẹp nha mọi người, giống như những cái bông hoa vậy đó. Và bây giờ cái món của mình nó đã xong rồi đó mọi người. Ở chính giữa mình sẽ trang trí bằng cải xà lách nha. Chúng ta sẽ ăn kèm cải xà lách với dưa leo nha mọi người, chấm với lại muối ớt chanh nha, hoặc là tương ớt tùy theo khẩu vị của mọi người thôi. Thì món ăn mình chia sẻ đến đây thì nó đã hoàn thành rồi. Bây giờ chúc mọi người có một bữa ăn thật ngon miệng nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy kênh của em hay thì mọi người hãy like, đăng ký và ủng hộ cho em nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.